Hi, chào mọi người khỏe không? Hôm nay mình làm món cơm cháy nhé. Mình làm bằng gạo nếp nhé mọi người. Đấy thì mọi người nhìn này. Đấy. Người thấy hấp dẫn chưa? Mọi người bây giờ đây, mình đã cho vào đĩa rồi. Mình để cho nó nguội khoảng 30 phút nhé. Rồi mình bỏ vào mình chiên nhé mọi người. I can't forget the day we met, your eyes are blue. Mình làm đấy. Mình làm móng nha mọi người nhá. Bữa nay mình không làm cái to nữa mà mình làm cái nhỏ. Mọi người bữa nay là mình làm mỏng rồi nhá. Hôm qua mình làm thử nó dày lắm. Ăn không được. Nó rồi mình để khoảng 30 phút cho nó khô đi rồi mình bỏ mình chiên nhá mọi người. Mình đảo cho nó vàng như này, mình cho ớt vào. Mọi người cái hành nó đã được rồi nhé, mình cho cái ớt vào. Mình đảo xong rồi mình cho nay mình làm nhiều mình cho 3 thìa đường nhé mọi người. 3 thìa đường. Ba thìa nước mắm nhé. Hai thìa ớt chua ngọt này mọi người. Cái sốt mình đã làm rồi. Nó quậy nó là được đấy. Mọi người ơi, bây giờ mình thả nó xuống này. Đấy.
mọi người ơi, dầu càng nóng càng tốt cho mọi người. Đấy, thấy chưa? Cái này mình làm mỏng. Rồi mình bỏ vào cái này xong rồi mình rán nó ra nhé. Mình bữa nay mình làm cái nhỏ thôi. Mọi người ơi, mình đã làm xong rồi đây. Mọi người thấy đẹp không? Đấy. Mọi người cùng ăn với mình nhá. Còn lắm mà. Mọi người nhìn nào, hấp dẫn lắm. Đấy. Hôm nay mình làm thì nó cũng hơi cay cay. Mình cho ớt vào nhiều quá. Ngon lắm mọi người. Nó giòn. Nó ai mà ăn cay được. Ăn quá quá luôn mọi người. Lần đầu tiên mình làm. Nó cái bánh thì nó giòn, cái gia vị ở trên thì nó lại hơi cay cay, có ớt của trà bông, quá hành thơm, quá hấp dẫn luôn. Lần đầu tiên mà làm thế này ngon. Lại ngọt ngọt, có thơm cả mùi nước mắm đâu. Ngon. Có hấp dẫn luôn mà. Cũng dễ làm lắm mọi người. Mọi người nấu sôi lên xong mọi người lấy ra để cho nguội một lúc, xong mọi người cho vào cái
cái khuôn nhỏ nhỏ đấy, mình làm mỏng mỏng á, mọi người chiên này trong mấy ông nhậu quá đã luôn đó, mọi người. Hoặc là cho trẻ con á, nếu mà trẻ con thì mọi người đừng có cho ớt. Đấy, thỉnh thoảng ăn ngon. Giòn. Mọi người cuối tuần là làm cho gia đình ăn nhé mọi người, dễ làm lắm. Cái sốt ấy thì mình cũng lúc nãy mình chỉ mọi người rồi đấy, làm dễ mà ăn ngon. Nếu có trẻ con thì đừng có cho ớt nhiều, ăn thì đúng là hơi. Thôi mọi người hãy cho mình tạm dừng video tại đây nhá. Nếu mọi người thấy video của mình hay hãy đăng ký kênh và subscribe cho mình nhá. Bye bye, chào tạm biệt.